Nếu thủ tướng mà tu đắc trí nhất thiết trí, thì phạm trí thắng quân đối với trí nhất thiết trí không thể nào tin hiểu. Tướng tín giải là những gì? Nghĩa là sanh lòng tin sâu thanh tịnh vào bát nhã ba la mật đa, do lực thắng giải mà suy lường quán sát trí nhất thiết trí, không lấy tướng làm phương tiện cũng không lấy phi tướng làm phương tiện, vì cả tướng và phi tướng đều không thể chấp thủ. Phạm chí thắng quân ấy tuy nhờ sức tính giải quy y Phật Pháp, chỉ là tùy tín hành, nhưng có thể lấy bản tánh không mà ngộ nhập vào trí nhất thiết trí. Đã ngộ nhập rồi thì không chấp thủ vào tướng của sắc, không chấp thủ tướng thọ tường hành thức, cho đến tướng Pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Tam Ma Điệp. Vì sao? Vì tự tướng của tất cả pháp đều không vì năng thủ và sở thủ đều không thể đắc vì sao vì phạm trí này không lấy nội đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí không lấy ngoại đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí không lấy nội ngoại đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí không lấy vô trí đắc hiện quán mà quán trí nhất thiết trí không lấy đắc hiện quán khác mà quán trí nhất thiết trí không lấy bất khả đắc hiện quán